xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay, khu vực có thời tiết cần lưu ý nhất vẫn là vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ở những khu vực này, cảnh báo mưa dông đi kèm với thời tiết nguy hiểm vẫn được đưa ra. Thời gian mưa tiếp tục duy trì vào thời điểm đêm nay và sáng ngày mai. Cụ thể, do quá trình hội tụ gió trên mực 5.000m nên tại khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ tiếp diễn những cơn mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm trong vòng 24 giờ. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp tại một số tỉnh như là Lai Châu, Hà Giang hay Lào Cai. Trong khi vùng núi có mưa và thời tiết mát mẻ thì ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ lại chịu sự chi phối của khối không khí biển nên trời ít mưa, có nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất ngày ở các khu vực này đều ở ngưỡng là từ 33 đến 35 độ, trời khá oi bức. Riêng một số nơi như là Hòa Bình hay tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ cao hơn lên tới ngưỡng là 36 độ. Lùi xuống phía Nam, dưới tác động của rãnh áp thấp trục từ 14 đến 17 độ vĩ Bắc, cộng thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh lên. Vì thế mà mưa dông vẫn duy trì nhiều nơi tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Do mưa nhiều, nhưng thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối, còn từ sáng đến trưa, trên cả hai khu vực đều có nắng nhẹ gián đoạn, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tiếp tục duy trì ở ngưỡng mát mẻ. Ở Tây Nguyên, dao động từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là 30 tới 32 độ. Với miền Trung, rãnh áp thấp nâng trục dần lên cũng khiến cho vùng mưa ở miền Trung mở rộng ngược lên tới khu vực Đà Nẵng. Dự báo dọc từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong chiều và tối mai sẽ có mưa, cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt tại đây giảm chỉ xung quanh mức là 31 đến 33 độ. Các khu vực còn lại của miền Trung trời ít mưa, nắng gián đoạn, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 33 cho tới 34 độ. Trên biển, tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông xảy ra ở diện nhiều nơi, làm cho tầm nhìn xa giảm. Tàu thuyền lưu ý khi lưu thông trong vùng biển này. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 15 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.